sau NBA bị phạt nặng vì nổi điên với trọng tài. NBA mới đây đã quyết định ra án phạt dành cho Chris Paul khi hậu vệ này có thái độ không đúng mực với trọng tài tại NBA Playoffs. Tình huống xảy ra trong game 1 NBA Playoffs gặp Golden State Warriors đã khiến Chris Paul phải nộp phạt số tiền lên đến 35.000 đô la Mỹ. Đích thân phó chủ tịch điều hành NBA Kiki Van de Wege là người ký quyết định phạt hậu vệ của Houston Rockets.